Hello everybody. Xin chào các em. Tôi rất vui được đồng hành cùng các em trong buổi học ngày hôm nay. Now, look at the pictures and answer the question. What kinds of books are there? Okay, comic book, romance, go on. Fiction book, yes. And last one. Yes, science book. Those are some kinds of books. There are many kinds of books. And how do you read them? To answer the question, we are going to learn new lesson today in 11 book, period 61, lessons on reading. The first part, rereading. Vocabulary. Listen to me carefully. Chew, động từ nhai, đọc nghiền ngẫm. Digest, digest, động từ tiêu hóa, đọc và suy ngẫm. Swallow, động từ nuốt chửng, hay là đọc ngốn ngấu khi nói về đọc sách. Dip into, nhúng vào, chấm vào. Đọc sách có nghĩa là đọc lướt. Taste, động từ mang nghĩa là nếm. Đọc sách thì là đọc thử. Hard to pick up again, khó cầm lên lại. Nói về đọc sách không thể đọc lại lần nữa, hoặc là đọc không thể đọc tiếp được nữa. Hard to put down, khó đặt xuống. Now, look at the screen and you ask me. Chew, digest, digest, có hai cách phát âm, digest, digest, swallow, swallow, dip into, taste, taste, hard to pick up again, hard to pick up again, hard to put down. Hard to put down. Chúng ta hãy làm một bài tập để kiểm tra việc hiểu nghĩa của các từ và cụm từ trên. Match the words and phrases in A with the Vietnamese equivalent in B. Are you ready? Yes. Number one, tet, met with a name. Number two, chu, nhai, met with d. Yes. Number three, squallow, nuốt chửng, đọc ngốn ngấu. Dip into. Number four, met with f, nhúng vào, chấm vào, đọc lướt. Digest, tiêu hóa, đọc và suy ngẫm. Hard to pick up again, khó cầm lên lại. And last one, hard to put down, khó đặt xuống. While reading, mututachu. Decide the following statements are true or false in the reading passage. Number one, you can't read different types of books in the same way. Bạn không thể đọc những sách khác nhau theo cách như nhau. Thông tin ở đoạn 1 thì cho thấy this good advice shows
how it is possible to read different types of books in different way. Lời khuyên quý giá này chỉ ra làm thế nào để có thể đọc nhiều loại sách khác nhau bằng nhiều cách khác nhau. Như vậy là không có thông tin đề cập tới việc bạn không thể đọc những loại sách khác nhau theo cách như nhau. Vì vậy, câu 1, chúng ta xác định là not mentioned. Number 2, when you test a book, you read it carefully from the beginning to the end. Khi bạn nếm sách, bạn đọc nó cẩn thận từ đầu đến cuối. Chúng ta chú ý vào ba dòng cuối của đoạn 1. You might pick up a chapter book and read a few pages before going to sleep. Khi bạn cầm một cuốn sách du lịch, bạn có thể đọc vài trang trước khi đi ngủ. Điều đó cũng đủ để mà bạn dấn vào nó, đọc một ít ở đây, một ít ở kia. Điều này gọi là nếm. Vậy đọc một ít ở đây, một ít ở kia thì gọi là nếm. Không phải đọc từ đầu đến cuối. Vậy câu 2 chúng ta sẽ điền là false. Number 3. Many people only have a time to read when they are traveling. Nhiều người chỉ có thời gian đọc khi đi du lịch. Ở đoạn 2. Chúng ta thấy vài cuốn sách để nuốt. Tưởng tượng rằng bạn tìm thấy một cuốn truyện hay và thậm chí quan trọng hơn là thời gian để thưởng thức nó. Có thể bạn đang đi nghỉ phép hoặc có thể bạn đang ở trong một cuộc hành trình dài ngày trên một chuyến tàu. Vậy là hoàn toàn không có thông tin đề cập tới việc là nhiều người chỉ có thời gian đọc khi đi du lịch. Not mentioned. Number 4. Books with good story are often described as hard to put down. Những cuốn sách với những câu chuyện hay thì thường được mô tả là khó có thể đặt xuống. Khó có thể đặt xuống. Ở đây, chúng ta nhìn thấy thông tin ở đoạn 2. If it is good book, nếu nó là một cuốn sách hay, bạn nói it's so good I can't put it down. Nó hay đến mức mà khó, có bạn không thể đặt xuống. But not all story belong to this class. We will sometimes require a book as hard to put down. Như vậy này, có thể được mô tả là hard to put down. So number 4 is true. And number 5, television has replaced book altogether. TV có thể thay thế hoàn toàn sách. Thông tin ở đoạn 4, một số người nghĩ rằng ngày càng có nhiều người hơn có TV ở nhà và ít người hơn mua sách để đọc. Tại sao lại đọc khi mà TV có thể mang cho bạn tất cả các thông tin, các câu chuyện với màu sắc, hình ảnh và hành động? But in fact, television has not killed reading. Nhưng thực tế thì TV không giết việc đọc. Điều đó khẳng định rằng là TV không thể thay thế được sách một cách hoàn toàn. So, number 5 is false. Để hiểu rõ hơn nội dung của bài, chúng ta đi vào phần tiếp theo. Task 3. Answer these questions according to the information in the passage.
Number one, how many ways of reading are there? Thông tin ở đoạn 1. Some books are to be tested, others to be swallowed, and some feel to be chewed and digested. Một vài cuốn sách thì được nếm, một số khác thì được nuốt, và một ít thì được nhai và tiêu hóa. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là there are three ways of reading. Tasted, swallowed, and third, chewed and digested. The second question, when do you swallow a book? Khi nào thì bạn nuốt cuốn sách? Some stories are for swallowing. Imagine that you have found a good story. And what is even more important, the time to join it. What is your answer? When we find a good story and have a time to join it. Number three, what should you do before starting to read a book carefully and slowly? Thông tin ở đoạn 3. Check that it is not too difficult. Hãy kiểm tra rằng là nó không quá khó. Đừng bắt đầu một cuốn sách trừ khi bạn có thể thấy từ những trang đầu tiên. Đó là một cái cuốn sách bạn có thể dễ dàng đọc và hiểu nó. So the answer is, we should check that it is not too difficult. Number four, what are the advantages of television of books? The information, why read when television can bring you all the information and story with color, picture and accent. Câu hỏi thứ tư. Những ưu điểm của TV so với sách. Và với thông tin cô vừa mới đọc thì chúng ta có thể trả lời được là television can bring you all the information and stories with color, picture, and accent. Number four. What are the advantages of a book over television? Những ưu điểm của sách so với TV. Chúng ta nhìn tiếp thông tin bên dưới. Books are still a cheap way to get information and entertainment, and you can keep a book forever and read it many times. What is your answer? Okay. Books are still a cheap way to get information and entertainment, and you
keep a book forever and read it as many times. Ở đoạn này thì các bạn chú ý về cái thông tin giữa TV và sách. Tại sao lại phải đọc khi TV có thể mang đến cho bạn tất cả mọi thông tin với những câu chuyện đầy màu sắc? Hình ảnh và hành động. Nhưng sự thật thì TV đã không giết chết việc đọc sách. Ngày nay, sách với đủ các thể loại khác đang được bán nhiều hơn bao giờ hết. Sách vẫn còn là phương tiện rẻ nhất để thu thập thông tin và giải trí. Và bạn có thể giữ một cuốn sách mãi mãi và đọc nó nhiều lần. Những cuốn sách trong nhà là nguồn kiến thức và vui thú tuyệt vời. Phần tiếp theo. Twice the name of twice a books in the square. Tìm tên của các loại sách trong ô vuông. Các bạn lưu ý, chúng ta có thể tìm theo hàng ngang, đi xuống hoặc đi lên, cũng có thể là đi lùi hoặc là đi theo đường chéo. Dựa vào các gợi ý sau. Câu thứ nhất, if you like a book with an exciting story, especially one about crime or spy, read a. Nếu bạn thích đọc một cuốn sách với những câu chuyện thú vị, đặc biệt là về tội phạm gián điệp, bạn sẽ đọc sách gì? Do you know? Các bạn đã nhìn nhé, từ trên xuống dưới. Thriller. Đây là chuyện tiểu thuyết có nội dung ly kỳ. B. It is a reading story about last affair. Is the right book for you? Nếu mà bạn thích đọc những câu chuyện về những biến cố tình yêu, thì một cuốn sách gì? Bắt đầu bằng chữ A. Do you know? Okay, romance. Là mình sẽ thấy chéo. Number 3, C. Cuốn sách gì? A story long enough to fill a complete book in which the characters and events are is me imaginary. Đều là tưởng tượng thôi. Bắt đầu bằng chữ N. Ok. Novel. Từ này rất khó nhìn luôn. Sẽ đọc lùi. Lùi. Novel. Sao go à? D. Cuốn sách gì? Mà là twice a book that is based on imagined scientific discovery of the future. Certainly, science fiction. Science. Chúng ta điền thêm từ science. Thì có fiction. E. If you want to learn how to knit or work with wool, you should buy a book. Nếu bạn muốn học đan dệt, knit, đan dệt. Cuốn sách gì nào? Ok. Craft. Craft book. Sách thủ công. Craft book.
F. Kể những câu chuyện từ trí tưởng tượng của tác giả. Okay. Fiction books. G. Cuốn sách gì bắt đầu bằng chữ C? Những câu chuyện được kể thông qua tranh ảnh. All right. Comic. Comic. Comic book. Những chuyện kể chủ yếu bằng hình vẽ. Comic book. And last one, A. Bắt đầu bằng chữ B. It's about a person's life. Kể về cuộc đời của một người mà được viết bởi một người khác. Okay. Biography. Biography. Tiểu sử. Như vậy là toàn bộ ô chữ đã được hoàn thành. Ta đã biết một số tên các loại sách, biết một số cách để đọc sách. Trong bài học hôm nay có một số các từ mới về nhà các bạn học thuộc. Lấy ví dụ với các từ và làm thêm bài tập sau đây. Make sentences with these suggestions. Thank you for your attention.